Hello, trung tâm điện tử Tắm Hoa xin vui mừng chào đón tất cả các bác và anh em yêu nhạc trên mọi miền tổ quốc và cùng quay trở lại video clip tiếp theo buổi trưa ngày hôm nay. Trước màn hình nhỏ các bác và anh em đây, bên em tiếp tục cập bến được mấy cặp loa monitor thương hiệu đến từ Selfie Vega Mỹ xịn. Đấy, thì ngày hôm nay bên em về được 5 cặp loa monitor của Selfie Vega. Có cái model là M1 các bác nhá. Đấy, bát 30 từ 17 côn họng 53 một tép kèn. Đấy, thùng gỗ bọc lỉ màu lông chuột. Đấy, tuyển được 5 cặp các bác nhá. 5 cặp thì đây em mới cắt bao 3 cặp. Đấy, mới cắt bao 3 cặp. Lấy máy phủi hút bụi qua. Đấy, chồng đây giới thiệu các bác anh em những cặp loa monitor Mỹ xịn. Bát 30. Đấy, loa tình trạng là zin nguyên hết các bác nhá. Đấy, còn hai cặp nữa là bên em chưa cắt bao. Đấy, loa tình trạng đẹp lắm. Đấy, bên em thì chuyên săn lùng những cặp loa Mỹ, những dòng loa Mỹ để cung cấp cho các bác với cái chất âm hay nhất. Đây, bát 30 từ 17 côn họng 53 một tép kèn. Với thông số kích thước chiều cao của mã M1 của Selfin thì thường thiết kế khoảng 58 cm chiều cao, chiều ngang khoảng 40, sâu của thùng là 38 cm. Thùng vách đẹp, zin nguyên hết. Đấy, nội thất là zin nguyên các bác nhá. Đấy, loa này thì các bác anh em đặt ở kệ chơi gia đình thì các bác đặt cái chiều này. Đấy, các bác đặt chiều này. Đấy, còn các bác mà đặt trên cọc thì đây, loa cũng được thiết kế cái họng để các bác đặt trên cọc nhá. Đấy, cắm cọc rồi. Đây, Selfin Vega này các bác nhá. Đây, mã sản phẩm M1. Hỗ trợ hai cổng jack 6 ly. Công tắc các bác chơi giải tép tơi các bác bật lên. Đấy. Đánh hai chế độ các bác nhá. Đấy, riêng cặp monitor Selfin Vega M1 này các bác chơi gia đình, các bác ghép thêm với một quả siêu trầm bát 40 thì phải nói hết nước chấm. Đấy, karaoke nghe nhạc thì hết nước chấm. Chất âm của nó rất là hay. Đấy, bát 30 các bác nhá. Thùng gỗ bọc lì. Ê căng còn zin nguyên hết. Đấy, ê căng này em tháo ra đây. Đấy, ê căng còn zin nguyên hết. Bên em thì chủ đạo về dòng loa Mỹ, đặc biệt là PV và Selfin đây. Đấy. Đấy, gân này gân vải màu đỏ các bác này, đặc trưng của Selfin. Ở cái ốp này thì bao giờ Selfin cũng họ cũng dập cái hình cái loa bát ở trên cái offer. Đấy, loa tình trạng zin nguyên hết các bác nhá, không chỉnh sửa hai lỗ thoát hơi. Đấy, giá đầu tư rất hợp lý. Đấy, 10.300.000 các bác nhá. 10.300.000 cho một cặp loa Mỹ xịn Selfin Vega M1, sử dụng một bát 30 từ 17 côn họng 53 một tép kèn. Đấy, côn 53 thì lời nó bao giờ cũng là sáng và bay các bác nhá. Đấy, côn 100 hay là côn 76 thì lời nó không thể sáng bằng côn 53 hoặc 63. Đấy. Đây, loa tình trạng đẹp nguyên zin hết. Vâng, với mức giá đầu tư rất hợp lý 10.300.000, bác nào có nhu cầu những cặp loa monitor Mỹ xịn Selfin Vega M1 bát 30 từ 17 côn họng 53 một tép kèn, xin hãy liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Và địa chỉ bên em tại thị tứ Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Đấy, loa tình trạng bao zin nguyên, bao đẹp cho các bác nhá. Đây, loa này thì bên em mới phủi qua thôi, mới cho máy hút phủi qua bụi. Đấy,